Xin chào tất cả mọi người. Những ai mà thích chế tạo về những cái đồ dùng tự chế thì hôm nay mình lại tiếp tục có một cái công cụ tự chế, và cái công cụ này thì nó phục vụ cho cái việc làm đồ điện. Ở đây thì mình sẽ nói đến cái máy tự chế này, nó là máy cuốn dây điện, cuốn dây đồng bằng điện. Ở đây thì mình có một cái cuốn dây như này mua ngoài chợ, nhưng cái bu ly này và cái dây loa này thì mình đã chế nó vào, không sử dụng bằng tay nữa, vì sử dụng bằng tay thì nó khá là mất lực và mất nhiều thời gian. Ở đây trên cái này nó rất là tiện, nó đã có cái bộ đếm vòng. Đây là bộ đếm vòng đó. Và muốn nó chạy bằng điện thì tất nhiên là phải có một cái động cơ rồi. Ở đây thì mình sử dụng cái động cơ là 24V DC, có cái bu ly này. Những cái bu ly này thì mình lấy ở cái máy khâu, nó có cái bu ly này cho cái motor chạy điện máy khâu. Cái bánh này thì mình lấy ở cái bộ tập thể dục, tập mỡ bụng chế vào đây. Đó, thì nó sẽ tạo thành một cái vòng quay như này. Và mình cái máy này thì nó có thể sử dụng cái adapter 220 xuống 24V, hoặc là như mình ở đây thì mình đang sử dụng là hai bình ắc quy nối tiếp với nhau tạo thành 24V. Đây là một trong những cái sản phẩm mà mình quấn bằng máy như thế này. Đó. Khá là hay. Cái này thì mình chế công tắc ở đây thì mình sẽ đạp chân vào là máy nó sẽ chạy. Tí chân vào. Đó. Rất là tiện, khi nào cần thì ấn và khi nào mà nó căng thì nhả ra, không cần dùng tay. Đây là cái tốc độ, thì khá là chậm. Đó, nếu muốn chậm thì chúng ta sử dụng chậm nữa thì chúng ta sử dụng một ắc quy 12V thôi. Tùy theo cái mục đích. Đây. Đó. Và cái cuộn dây đồng thì mình kê tạm nó như thế này. Đây. Đó, khá đơn giản, những cái đồ dùng tự chế nhưng nó phục vụ rất là hữu ích cho cái công việc của mình. Và mình làm video này cho các bạn có thể tham khảo cái cách quấn dây đồng chế bằng cái motor như thế này, sử dụng 24V cho nó an toàn. Nó không sử dụng điện lưới cho nó an toàn. Đây là những cái cuộn cảm mình quấn cho máy kích cá đây. Và những cái bộ mạch trên bàn kia đang chờ những cái cuộn cảm như thế này. Đó, mạch băm xung, trộn xung, chống chập vật, tích hợp tất cả trên một cái bo đó. Đó. Và cái video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.